Cô xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đến với tiết học môn tiếng Việt, chủ đề 11, chủ đề bạn bè. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học tiết kể chuyện, câu chuyện bạn mới của khỉ con. Bạn mới của khỉ con là ai? Nội dung câu chuyện diễn ra như thế nào? Chúng mình hãy cùng nhau khám phá qua từng bức tranh nhé! Ở bức tranh số 1, cô giới thiệu với các em, đây là bạn khỉ, còn đây là bạn cú mèo. Bạn khỉ đến thăm nhà bạn cú mèo, nhưng bạn cú mèo lại đang ngủ mất rồi. Khỉ con ra thăm vườn ngô và chuyện gì đã xảy ra với vườn ngô? Hình như đã có một nhân vật nào đấy đánh cắp những trái ngô. Nhìn thấy dấu chân chuột để lại, khỉ con nghĩ sẽ nhờ bạn mèo đuổi những chú chuột. Bạn cú mèo đã xuất hiện và dùng móng vuốt của mình để bắt những chú chuột này. Bạn mèo nói với bạn khỉ rằng, tối qua, bạn cú mèo đã bắt chuột đấy. Vì sao lúc nào khi bạn khỉ đến tìm bạn cú mèo cũng thấy bạn cú mèo ngủ nhỉ? Chúng ta sẽ cùng nhau biết được điều đó sau khi nghe câu chuyện Bạn mới của khỉ con. Bạn mới của khỉ con. Một hôm, khỉ con trông thấy trên cây cao cạnh nhà có một tổ chim mới. Nó rất vui và tìm đến nhà bạn mới để làm quen. Nhưng lần nào đến, người hàng xóm mới cũng ngủ say. Khỉ con không thể gặp được. Nó lấy làm lạ. Sao mấy bạn ấy ngủ suốt ngày thế? Phải thức dậy làm việc cùng mọi người chứ. Khỉ con ra thăm vườn ngô và thấy ngô bị mất cắp. Nhìn dấu chân chuột để lại, khỉ con nghĩ sẽ nhờ mèo đến bắt chuột giúp. Nhưng ngay đêm ấy, tiếng chít chít khiến khỉ con thức giấc. Nhìn ra vườn, khỉ con thấy một con gì đó lao xuống bắt tên chuột đầu đàn. Các con khác hoảng sợ chạy tán loạn. Sáng hôm sau, nghe khỉ con kể lại, mèo con nhìn lên tổ chim trên cành cây cao rồi nói: "Cú mèo đã bắt chuột giúp cậu đấy. Cậu ấy ngủ nướng cả ngày. Cậu ấy phải ngủ ngày để ban đêm bắt chuột." Lúc ấy, khỉ con mới hiểu người bạn mới không hề lười biếng. Cô mời các em cùng nghe lại một lần nữa câu chuyện bạn mới của khỉ con qua từng bức tranh. Bạn mới của khỉ con. Một hôm, khỉ con trông thấy trên cây cao cạnh nhà có một tổ chim mới. Nó rất vui và tìm đến nhà bạn mới để làm quen. Nhưng lần nào đến, người hàng xóm mới cũng ngủ say. Khỉ con không thể gặp được. Nó lấy làm lạ. Sao mấy bạn ấy ngủ suốt ngày thế? Phải thức dậy làm việc cùng mọi người chứ. Khỉ con ra thăm vườn ngô và thấy ngô bị mất cắp. Nhìn dấu chân chuột để lại, khỉ con nghĩ sẽ nhờ mèo đến bắt chuột giúp. Nhưng ngày đêm ấy, tiếng chít chít khiến khỉ con thức giấc. Nhìn ra vườn, khỉ con thấy một con gì đó lao xuống bắt tên chuột đầu đàn. Các con khác hoảng sợ chạy tán loạn. Sáng hôm sau, nghe khỉ con kể lại, mèo con nhìn lên tổ chim trên cành cây cao rồi nói: "Cú mèo đã bắt chuột giúp cậu đấy. Cậu ấy ngủ nướng cả ngày. Cậu ấy phải ngủ ngày để ban đêm bắt chuột." Lúc ấy, khỉ con mới hiểu người bạn mới không hề lười biếng. Các
các em hãy bấm dừng video để kể lại nội dung từng tranh. Sau đó, hãy tập kể lại toàn bộ câu chuyện nhé. Cô tin rằng các em sẽ thực hiện tốt phần kể chuyện của mình. Qua câu chuyện trên, em biết thêm được điều gì về cú mèo? Câu chuyện cho chúng ta biết được cú mèo cũng giống như loài mèo. Cú mèo ngủ cả ngày để đêm đến đi bắt chuột. Các em hãy cho cô biết câu chuyện trên khuyên chúng ta điều gì? Câu chuyện khuyên chúng ta rằng không nên đánh giá một ai đó qua đặc điểm bề ngoài của họ. Tiết học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Ở nhà, các em hãy tập kể lại câu chuyện bạn mới của khỉ con cho cả gia đình mình cùng nghe nhé. Cô chào tạm biệt tất cả các em và hẹn gặp lại ở các tiết học sau.